đúng 8 giờ ngày 27 tháng 4, Ngày hội Văn hóa Thể thao và Du lịch năm 2022 tại Năng Cát, xã Chiến Năng sẽ được khai mạc với nhiều hoạt động, sự kiện độc đáo, ấn tượng. Đến thời điểm này, với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, địa phương, công tác chuẩn bị cho sự kiện mở màn mùa du lịch cộng đồng năm 2022 tại Năng Cát đã bước vào giai đoạn hoàn tất, sẵn sàng chào đón du khách. Trong những ngày qua, xã Chí Năng đã phối hợp với Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch huyện hoàn tất công tác trang trí khánh tiết, tạo điểm nhấn cho ngày hội. Từ khu vực cổng chào đầu bản, dọc các tuyến đường và khu vực chính diễn ra lễ khai mạc và nơi trưng bày không gian văn hóa bản sắc dân tộc Thái, được trang trí đẹp mắt, rực rỡ cờ hoa, sẵn sàng chào đón ngày hội. Ông Trịnh Đức Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Chí Năng cho biết, để Ngày hội Văn hóa Thể thao và Du lịch năm 2022 tại địa phương diễn ra trang trọng, tạo ấn tượng cho các đại biểu, du khách tham dự, xã Chí Năng đã khẩn trương chuẩn bị các nội dung theo kế hoạch và chỉ đạo của huyện. Bên cạnh công tác trang trí khánh tiết, chuẩn bị về cơ sở vật chất, luyện tập văn hóa, văn nghệ, địa phương đã xây dựng các phương án đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau thời điểm diễn ra ngày hội. Cùng với đó, địa phương đã yêu cầu các cơ sở kinh doanh dịch vụ homestay ăn uống nghỉ dưỡng trên địa bàn cam kết đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ và thực hiện nghiêm việc bán hàng theo đúng giá niêm yết, không chèn ép du khách, tạo ra những sản phẩm dịch vụ mới chất lượng cao trong đón tiếp, phục vụ du khách, góp phần phục vụ tốt cho du khách đến tham quan và trải nghiệm, xây dựng hình ảnh thân thiện, mến khách của du lịch cộng đồng Năng Cát Chí Năng, một điểm du lịch hấp dẫn, an toàn và thú vị.